Rồi xin chào cô bác, cô chú, anh chị. Mình là Nguyễn Kim Lời đây. Thì ngày hôm nay ha, là đang có mặt ở đây là ở xã Phú Hòa ha, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì ngày hôm nay nha, là sẽ mang đến gửi cho anh chị mình một cái miếng đất thì nói chung cực kỳ cũng được, rất là ưu ái ha. Thì để nói về miếng đất á, thì ở đây mình sẽ nói về phân tích một cái đoạn đường trước ha. Thì nói chung là con đường này thì mình cũng đã quay rất là nhiều lần rồi ha. Thì cũng đã quen thuộc với một cái con đường như thế này. Thì cô bác, cô chú, anh chị mình á, nhìn cái đoạn đường nói chung cũng rất là gần ha. Và cũng nằm gần đầy đủ tiện nghi. Mình đã quay rất là nhiều con đường này rồi. Thì ngày hôm nay á, là đang có mặt tại xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ở đây nè anh chị ha. Thì nói sơ sơ về chi tiết đường xá ha, rồi mình sẽ nói về miếng đất sau. Rồi thì ở đây ha, anh chị mình đi thẳng ra là tầm khoảng 1 cây số ha, anh chị mình sẽ gặp hướng chợ Phú Hòa và ngay trung tâm ủy ban xã luôn ha. Nó bán kính trong vòng chỉ có 1 cây số thôi. Rồi đó chị mình sẽ gặp chợ Phú Hòa nè, cây xăng, rồi trường học các cấp ha, cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường tiểu học, trường mầm non luôn ha. Và chợ và ủy ban xã ha. Nói chung là đầy đủ hết, không thiếu gì ha. Họ thì bán kính trong vòng chỉ 1 cây số thôi. Sau đó anh chị mình rẽ trái, rẽ phải gì cũng được ha. Anh chị mình sẽ đi ra hướng quốc lộ 20. Thì từ trong miếng đất ha, đi ra chợ là 1 cây số. Từ chợ đi ra quốc lộ 20 tầm khoảng 5 cây nữa ha. Nói chung từ trong miếng đất đi ra đến quốc lộ 20 ha, có 2 hướng ha. Thì đường nào mình cũng ra quốc lộ 20 là 6 cây. Họ thì cứ ra quốc lộ 20 đó anh chị mình rẽ trái về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là 100 cây. Rẽ phải về thành phố Đà Lạt là 175 cây ha. Thì miếng đất hôm nay mình muốn gửi đến cho anh chị mình đó. Thì chính xác là nằm ở đây ha. Đó, đây, hai bên luôn. Thì lô đất này mình cũng nói luôn ha. Thì hiện tại lúc trước là có nhà cấp 4 nhưng mà chủ không ở nữa thì giờ đập vỡ bỏ rồi. Còn cái phần mà đất như thế này á, nói chung là chủ làm một cái con đường bê tông đi thẳng vô đất luôn ha. Nói chung là cái miếng đất nằm bên này với bên này luôn, chung một cái sổ ha. Đó, chung một cái sổ nhưng mà chủ làm một con đường đi thẳng vào trong đất luôn ha. Nếu mà tính ra thì đất của mình đó, là miếng đất của mình nó nằm, con đường nó nằm giữa vô trong đất luôn. À, tính ra mình được có cái mặt tiền bê tông được khoảng 80 mét luôn ha. Đó, thì đây chạy dài nè. À, thì tới đây nó tới hiển thị tới đây ha. Nó hiển thị tới cái đoạn này. Đó, đất của mình hiển thị tới cái đoạn này được đâu đó mười mấy 20 mét ha. Sau đó thì chủ làm già vô trong này luôn ha. Thì với tổng diện tích hôm nay á, mình muốn gửi đến là 6.300 mét vuông. Thì với tổng diện tích là 6.300 mét vuông, nhưng mà cái đường này nếu mà tính ra làm cái đường đi vô đất là tầm khoảng mắc 300 mét vuông ha, đâu đó nó còn khoảng 6 sào 6.000 mét vuông. Và một điều đặc biệt ở trên này là trên sổ của mình á đã có sẵn 300 mét ở nông thôn ha, là thổ cư đó. Thì anh chị mình về đây có muốn xây nhà hoặc là nuôi yến, mở nhà yến gì đó thì tùy ha. Ví dụ như anh chị đã có nhà sẵn rồi nè ha, điện thì lúc trước thì câu từ đây vô nè ha, câu từ đoạn này vô, mà bây giờ chủ không có ở nữa thì cắt điện rồi. Anh chị có về đây mua nhà xây nhà ở thì điện mình nói vô nó cũng gần ha. Dân cư thì xung quanh khá là đông luôn ha, dân cư không đó, nhà san sát với nhau luôn ha, nhà san sát với nhau luôn đó. Thì giờ với tổng diện tích đó là 6.300 mét vuông ha, nhưng mà như mình nói đó, đâu đó thì con đường này nó đi đâm ngang vào trong đất, chủ đã làm đâm ngang vào trong đất thì đâu đó nó mắc tầm khoảng 300 mét vuông. Thì nó còn lại là 6 sào ha, còn lại là 6 sào 6.000 mét vuông. Rồi mình cũng báo giá luôn ha, không là mất thời gian của chú anh chị mình. Thì chính xác ở đây là ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì diện tích là 6.300 mét vuông, sổ hồng riêng, pháp lý sạch an toàn ha. Chính đất của mình đã có sẵn 300 mét đất ở nông thôn là thổ cư, thích hợp cho anh chị mình về đây xây nhà ở hoặc là mở một cái nhà yến, nuôi yến gì đó cũng rất là ok ha. Rồi mình xin nhắc lại ha, thì đất của mình chính xác nơi đây là ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì với tổng diện tích là 6.300 mét vuông, giá chính chủ kêu là 2 tỷ ha. Đất của mình thì đã có sẵn 300 mét thổ cư, thích hợp cho anh chị mình về làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều ha. Thì sau đây là sẽ đưa phần sổ sách, vị trí và Google Map đến cuối của chú anh chị mình ha.
Rồi thì đất của mình ở địa chỉ là ở xã Phú Hòa là Định Quán Đồng Nai nè anh chị. Thì miếng đất của mình nó hơi ngộ nghĩnh và mắc cười một tí ha, ở đây nè. Thì ở đây ha, trước tiên là tờ 10 thửa 1218 là diện tích là 5.564 mét vuông. Thì cái miếng này là đất trồng cây lâu năm, nó được trên 5 sào năm ha, trên 5 sào rưỡi. Và miếng đất nè, nhìn nó mắc cười anh chị ha. Đó. Đây là mặt tiền hiển thị nó chỉ có một khúc như thế này thôi anh chị. Ha, nó có một khúc như thế này thôi. Vô tới đây là nó ra một cái hình gì ta, giống như cái chiếc xe đạp vậy một cái bánh ở đây rồi cái yên ghế ngồi bên đây, cái tay cầm tay lái như cái bánh xe đạp. À, nhìn giống con gì, con ngựa trời hả anh chị? Đây nè, nhìn giống con ngựa trời ha con ngựa mà ngựa trời mà màu xanh lá có vỏ, học vỏ đó đây cái mình, đây cái tay, đây cái đầu Rồi trở về vấn đề chính nha. Rồi cái này thì 5 sào rưỡi ha, Định Quán Phú Hòa Đồng Nai nè. Đó thì nó có thêm một cái thửa nhỏ đất lúa nằm ngay đây nè anh chị ha, đây tờ 10 thửa 398, thửa này là đất trồng lúa ha. À, thì được 883 mét vuông đó, thì cộng với cái kia nữa thì nó được ra gần 6 sào tư ha, gần 6 sào tư, nhưng mà trừ đi cái con đường rồi nó còn tầm khoảng là 6 sào ha, 6.000 mét vuông đó, có 300 thổ cư ha. Đây sau đây là sẽ đưa cái hình sổ cho anh chị mình xem ha. Thì đây là anh chị tờ bản đồ 10 ha, thửa đất số 1218 nè, địa chỉ xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, diện tích là 5.564 mét vuông ha. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất tại nông thôn, có 300 mét là thổ cư ha, phần còn lại là đất trồng cây lâu năm. Thì thời hạn sử dụng của thổ cư là đất ở lâu dài nha, còn toàn bộ đất trồng cây lâu năm là nó có thời hạn đến ngày 15 tháng 7 2047 nè, rồi 1 tháng 1 2030, 1 tháng 1 2060 ha. Khách hàng thì anh chị mình đi cấp là sổ mới ha. Ở đây là hình đất nè, nhìn nó khá là ngộ nghĩnh mắc cười ha, y như con ngựa trời luôn anh chị ha. Đây cái mình, đây cái tai, đây cái đầu nhìn cũng khá là ấn tượng đó, chung cũng rất là mắc cười. Như chủ gọi điện thoại vô kêu quay cái miếng đất, nhìn cái sổ ơi nhìn nó đúng mắc cười luôn, nhưng mà thôi chủ gửi thì vô quay thôi, biết sao giờ có video up lên cho anh chị mình xem. Miếng này nếu mà nói đúng ra xem tham khảo thôi, mua chắc đừng nên mua, thiệt xấu quá, xấu hình dạo xấu có sao mình nói vậy thôi, xấu là nó xấu, đẹp nó đẹp, đẹp thì mình khen ha, xấu thì mình chơi chơi thẳng luôn. Chủ mà anh chủ mà có xem cái video này của mình thì cũng đừng có buồn nha, tại vì miếng đất anh xấu thiệt thì cái miếng đất của mình ha là có chấm đỏ đây nè, đó mình chấm đỏ ở đây. Thì đất của mình nó gần mọi tiện ích nè, đây là ủy ban nhân dân xã Phú Hòa ha, nằm kế ủy ban nhân dân luôn, chỉ có 200 mét thôi là mình sẽ gặp ủy ban nhân dân xã Phú Hòa. Đây quầy thuốc Phúc Hậu nè, đây thì dài dài chạy ra thì nó có rất là nhiều ha, ví dụ như là chùa nè, rồi nhà nghỉ nè đó, rồi cá cảnh này kia ha. Đây là chợ nè anh chị, đây chợ Phú Hòa nè ha, chợ Phú Hòa dịch vụ nấu ăn rồi cơ sở rồi này kia rồi các thứ ha. Cái này nghĩa trang nhưng mà nằm múc mì bên Phú Điền, bên này không có liên quan đến đất ha, rất là xa ha, xa cỡ 7-8 cây số luôn ha. Đó, đây nè cây xăng ngay đây luôn ha, đây cây xăng chợ Phú Hòa nè, đi tới một tí là anh chị sẽ gặp cây xăng nè. Đó, cửa hàng xăng dầu Petrolimex gì số 22 gì nè. Đầy đủ hết ha, trung tâm ủy ban xã rồi này kia, ai trường học nằm trên này ha. Đó, thì từ miếng đất mà anh chị nó có hai hướng ra quốc lộ nè, một hướng này thì anh chị sẽ ra quốc lộ 20 của km 125 bến xe Tân Phú Đồng Nai là 6 cây số ha. Rồi cái hướng này nè anh chị mình cũng ra quốc lộ 20 thì anh chị mình sẽ ra trạm xăng dầu 115 của Đá Ba Chồng thị trấn Định Quán về hướng Sài Gòn ha. Thì từ trong miếng đất đó anh chị mình đi đi ra quốc lộ 20 cũng tầm khoảng 6 cây ha. Sau đó rẽ trái thì mình về thành phố Biên Hòa là 6 là 80 cây, còn đi tiếp về thành phố Hồ Chí Minh là 110 cây ha. Thì đó là rẽ trái ha. Còn đây là rẽ phải, anh chị mình sẽ lên hướng thành phố Bảo Lộc là 60 cây. Đi tiếp thì về thành phố Đà Lạt là 170 cây ha. Nãy quên nói với anh chị, miếng đất của mình nằm kế khu du lịch nè. Ở đây thì ủy ban dân xã Phú Hòa rồi chợ cây xăng rồi đó, mà ở đây nè nó có ở đâu rồi, công viên Suối Mơ đâu rồi, đây khu du lịch sinh thái, đây
Công viên Suối Mơ nè là một cái khu du lịch sinh thái Suối Mơ rất là nổi tiếng ở Tân Phú, Đồng Nai ha. Anh chị lên Google search ra cũng thấy ha. Nhiều anh chị các thành phố lớn, thành phố khác cũng về đây chơi và đi vô hướng khu du lịch sinh thái Suối Mơ nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Có nước chảy rồi suối này kia, nói chung là rất là ok ha. Thì bán kính từ miếng đất đi qua đến hướng công viên Suối Mơ, khu du lịch Suối Mơ á, thì đâu đó nó tầm khoảng là chỉ có 3 cây số ha. Đây, đi qua công viên Suối Mơ là 3 cây số, thì tới công viên Suối Mơ là 3 cây số, rồi đi tiếp ra quốc lộ 20, đây là nhà của mình ha, hiện tại ở đây. Thì đi ra Suối Mơ là 3 cây số, từ Suối Mơ đi ra quốc lộ 20 là 3 cây số nữa ha. Rồi, cảm ơn chú anh chị mình đã dành thời gian xem video ha. Chú anh chị mình cho lại một lượt đăng ký kênh ha, một lượt subscribe để lại có sản phẩm ra video hàng ngày gửi đến anh chị mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo, giống như là một cái thúc đẩy tinh thần và một cái động lực để trở lại review bất động sản mỗi ngày, up lên kênh YouTube để gửi đến anh chị mình ha. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều ha. Video mình cũng kết thúc ở đây nha.